Mới đây, Tổng cục Thể dục Thể thao đã có công văn đề nghị Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tạm dừng tổ chức các giải thể thao thành tích cao trên địa bàn trong tháng 12 năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Điều này đồng nghĩa với việc trận giao hữu giữa U23 và đội tuyển Việt Nam dự kiến diễn ra vào ngày 27 tháng 12 tới trên sân vận động Thống Nhất sẽ không thể tổ chức. Trong thời gian tới, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ nhóm họp để tìm ra một địa điểm khác để tổ chức trận đấu. Đến thời điểm hiện tại, trận giao hữu vào ngày 23 tháng 12 trên sân vận động Cẩm Phả vẫn sẽ được tiến hành một cách bình thường.